hay quá em gái ơi. Chúc mừng, chúc mừng. Tới anh đắp mộ nó cho rồi. Say giấc mộng ban đầu, yêu người tuổi mới đôi mươi. Em đang đồ đắn đo từ ngày qua phố, áo em trắng cả đường về. Giờ ta hỏi chú em mày nè, làm mà có nhiều tiền mà không có con thì cái tiền đó để làm gì? Đi nhậu giải sầu. Bậy ơi, mày bậy ơi. Cái tiền đó là để nuôi con của người ta. Mà nhiều khi nói con của người ta kìa, chứ nhiều khi không chừng là con của mình á. Mày không? Cuộc đời này khó tính lắm. Nhiều khi con rơi con rụng ngoài đường không dám nhận, bây giờ mới dám em. Khó tính lắm, không có giỡn đâu. Đừng tin ai chứ. Ủa, anh ba, muốn gì anh ba? Rồi mày thấy không? Mày thấy không? Cái thứ mà không có ăn có học á, thích ăn giật ăn chải, rồi lợi dụng mấy đứa nít, rồi làm giàu chứ tài cán gì đâu nè. Bề ngoài dễ thôi. Mày nói gì mày? Ê, người đàng hoàng không có động tay động chân nha. Mày mới là thằng heo. Hèn sao? Mày làm gì có quyền? Mày làm gì có quyền cấm thằng Nguyện qua đây giao bún? Ai, cái vùng đất này là vùng đất của tôi. Tôi muốn cấm tôi cấm. Ông làm gì tôi? Làm gì mày hả? À, chết tôi rồi. À, trời ơi. Trời ơi. Mau. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Chuyện gì cũng từ từ, quá em buôn bán mà anh ba. Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày mà còn cấm thằng Nguyện qua đây giao bún, không phải một cái đống này đâu nghe mày. Cho mày biết. Mày ngon lắm. Tiền nè. Anh ba, về cẩn thận nha anh ba. Trời ơi, đau quá. Sao? Hết hồn rồi. Kiếm chuyện với anh ba hoài à. Kiếm chuyện đâu, ông quýt kìa, ông thấy kiếm chuyện. Dạ, con đã qua đó tìm hiểu kỹ lắm rồi. Con thấy xưởng bún bên đó là người ta đông khách là do trời đất ơi, ông, cái chú gì sao? Vậy? Cái gì mà mặt mày ông bầm tím, miệng mồm máu me không vậy? Đồ quýnh tôi. Ai quýnh ông? Nói tôi nghe đi. Chà bà Hoàng chứ ai. Chà kiếm chuyện cho quýnh tôi. Sao mà tự nhiên ông kiếm chuyện chứ? Thì cái vụ thằng Nguyện bữa trước tôi nói giỡn, cấm không cho nó qua giao bún vùng này. Ai về đâu nó về nó nói cho chả hay, chả kiếm chuyện chả quánh chứ sao. Bởi vậy ta nói cái miệng hại cái thân mà. Mới hồi sáng này đó, bà Thanh với thằng Nguyện á qua tới đây gặp mặt tôi kìa. Trời. Hai vợ chồng này quá lắm nè. Trực. Dạ. Kỳ này mày ra tay lẹ cho tao. Đây. Nè. Ra tay liền cho tao. Trời ơi. Chú Sáu ơi, chú Sáu. Làm mấy cái này ác lắm, nếu không khéo là ở tù chết luôn đó chú Sáu. Mày làm xong đi, tao xóa hết nợ cho nhà mày luôn. Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì nữa, tao quyết định rồi. Mày cứ làm đi, có gì tao chịu trách nhiệm cho. Để coi vợ chồng nó cà chớn tới chừng nào nữa. Chú Sáu. Chú Sáu. Tiền. Cái thằng dặn mày rồi, vậy hoài. Bị gì vậy? Kệ tao. Nè, sao không thấy em Lại lấy tiền mà lên đăng của mày vậy? Lại hả? Hôm nay Lại nè, cái em Lại nào mà qua đây lấy tiền à? Tôi xí xét, xí xét luôn vậy chưa? Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu